Nội vừa lấy cân phiếu sợ tự về các bạn. Hôm nay là hết ngồi nó vẫn còn rất đau. Cũng phải tham gia cho nó vui. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay ông nội lại tham gia với hai chú bé. Bây giờ cho Sam và A Sư ăn quả bồng bồng nữa các bạn. Đây, cầm bòi A Sư. Ăn đi con. Cảm ơn con. Đây, quả bồng bồng rất ngon này các bạn. Cầm bòi. Thì hôm nay ông nội cũng đã trở lại để quay video đây các bạn. Cảm ơn đi con. Oh my good answer. Đây là món bồng bồng ở Việt Nam đây các bạn.
rất ngon đấy các bạn. Thì hôm nay ông nội mới đi trông cứu ấy các bạn. Ông nội vừa đi trông cứu rồi chạy về các bạn. Hôm nay là đứt ngồi nó vẫn còn rất đau. Cũng phải tham gia cho nó vui. Nó cũng buồn lắm các bạn. Nhìn là cái món ăn tinh thần đấy các bạn. Chúng ta ăn ngon mặc đẹp nhưng mà không có những cái thú vui thì nó cũng buồn lắm. Nhưng mà cũng phải có những cái để thay đổi không khí thì cuộc sống nó mới thoải mái được các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ ông nội trong thời gian qua. Ông nội cũng muốn chúc các bạn lúc nào cũng mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc các bạn an khang và thịnh vượng. Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và đoàn kết. Xin chào các bạn. Bye bye. Rồi, đến đây thì ông nội và Khánh cũng xin chào tất cả các bạn. Family Samboy. Bye bye. Come on.